Soji Sub, từ vai phụ thành nam thần màn ảnh, tất cả bắt đầu từ giày thủy tinh. Soji Sub sinh ngày 4 tháng 11 năm 1977, là nam diễn viên tài năng người Hàn Quốc nổi tiếng trên toàn châu Á, gắn liền với hàng loạt tác phẩm gây bão một thời như giày thủy tinh, Master Shuns. Anh bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật của mình với vai trò là người mẫu. Đến nay, anh đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm. Lúc đầu, Soji Sub tham gia vào những vai nhỏ, vai chính đầu tiên của nam diễn viên là trong bộ phim Giày Thủy Tinh năm 2002. Sau đó, vào năm 2005, bộ phim Xin Lỗi Anh Yêu Em gây được tiếng vang lớn, giúp tên tuổi của anh đến gần với khán giả hơn. Nam diễn viên đã từng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, trong đó phải kể đến giải thưởng nghệ thuật Pasang cho nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục truyền hình năm 2005, nam diễn viên mới xuất sắc hạng mục điện ảnh năm 2009. Soji Sub chính là minh chứng rõ ràng cho việc một diễn viên có thể thăng lên hạng A từ những vai phụ. Năm 2002, cơ hội đóng phim Giày Thủy Tinh đến với Soji Sub, nam tài tử thành công nắm bắt cơ hội quý hơn vàng này. Thời gian đóng vai phụ trui rèn cho anh ý chí, khiến anh luôn sẵn sàng để nắm lấy những khoảnh khắc quyết định như vậy. Những vai nam thứ lại được yêu mến bởi khán giả hơn là nam chính. Một trong những người nam thứ trong mơ đầu tiên đó chính là Park Chung-kun của Soji Sub. Với vai diễn này, tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi hơn. Chỉ sau một bộ phim Giày Thủy Tinh, anh hóa thành chàng diễn viên hạng A được săn đón, được mến mộ. Sau 26 năm lăn lộn trong giới giải trí, nam diễn viên đã sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng danh tiếng ổn định. Soji Sub đã đăng ký kết hôn với phát thanh viên xinh đẹp Choi Yun-jung hồi tháng 4 năm 2020. Choi Yun-jung vốn theo học hai ngôi trường nữ sinh Ewha và Seoul Art High School danh giá, những nơi từng đào tạo nên những nữ nguyên thủ quốc gia và các ngôi sao Hàn Quốc. Cô nàng được ví von là nữ thần của các giải đấu hay nữ hoàng của làng thể thao điện tử Hàn Quốc. Sau đó, người đẹp gia nhập đài SBS với vai trò phóng viên, thường xuyên đảm nhận việc phỏng vấn các ngôi sao giải trí. Chuyện tình giữa Soji Sub và cô bạn gái kém hơn 17 tuổi này chỉ mới công khai trong năm 2019 này, sau hơn chục năm kín tiếng của chàng trai Giày Thủy Tinh chung tình. Đáng chú ý hơn cả là việc cặp đôi này bén duyên qua một lần phỏng vấn cho chương trình Access Service Tonight, nhân dịp Soji Sub trở lại với tác phẩm Be With You vào tháng 3 năm 2018. Sau lần gặp gỡ ấy, cả hai có dịp gặp lại thông qua một người quen và nhanh chóng cảm thấy thiện cảm hơn với đối phương. Trong quá khứ, Soji Sub từng vướng lùm xùm tình ái với 4 mỹ nhân K-pop gồm Seo Ye-jin, Han Ji-min, sao nữ Giày Thủy Tinh Kim Hyun-joo và bạn gái tin đồn của G-Dragon Lee Joo-yeon. Dễ dàng nhận ra, cả năm cô gái xuất hiện trong hồ sơ tình ái của tài tử sinh năm 1977 đều vô cùng xinh đẹp. Seo Ye-jin, tin đồn tình ái giữa Soji Sub và Seo Ye-jin rộ lên sau khi một phóng viên giải trí đã ước mơ về việc sẽ có scandal hẹn hò cỡ bự được tung ra hồi năm 2018. Được biết, người trong cuộc chưa từng lên tiếng về tin đồn này. Hồi đó, nếu hai ngôi sao công khai hẹn hò thì có lẽ tin tức đã trở thành một cú nổ lớn trong ngành truyền thông. Seo Ye-jin sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp hút hồn, hiện là một trong những tường thành nhan sắc của làng giải trí K-pop. Kim Hyun-joo. Kim Hyun-joo, Soji Sub từng hẹn hò với nhau trong giai đoạn mới bước chân vào làng giải trí. Cặp đôi đường ai nấy đi hồi tháng 9 năm 2001. Ngay sau đó, họ được chọn vào vai chính trong tác phẩm kinh điển Giày Thủy Tinh. Càng bất ngờ hơn khi trong tác phẩm này, Kim Hyun-joo, Soji Sub đã hóa thân vào một cặp đôi yêu nhau đến chết đi sống lại. Hồi còn trẻ, Kim Hyun-joo là một trong những sao hot nhất xứ Kim Chi. Cô sở hữu vẻ đẹp pha trộn giữa ngọt ngào và quyến rũ. Han Ji-min. Thời điểm năm 2009, có thông tin cho rằng Han Ji-min và Soji Sub hẹn hò với nghi vấn đều nhẫn đôi. Cả hai được cho là có mối quan hệ phim giả tình thực nhờ diễn xuất quá ăn ý với nhau trong Ken and Abel. Thậm chí, Soji Sub và Han Ji-min còn vướng tin đồn kết hôn vào ngày 12 tháng 12 năm 2009. Trước hàng loạt thông tin nói trên, hai ngôi sao đã ra sức phủ nhận. Dù chưa được công nhận là tường thành nhan sắc như Seo Ye-jin, nhưng Han Ji-min vẫn sở hữu vẻ đẹp dễ làm lay động lòng người. Trong độ tuổi 20, nữ diễn viên sinh năm 1982 luôn khiến công chúng không thể rời mắt trước những khung hình đẹp mơ màng, mong manh tựa sương khói. Hiện nay, khi đã sắp sửa bước sang tuổi 40, Han Ji-min vẫn thường gây bão mạng xã hội với nhan sắc hách tuổi, vô cùng trẻ trung, rạng rỡ. Lee Joo-yeon, cựu thành viên After School. Lee Joo-yeon không có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ như ba mỹ nhân kể trên, nhưng nếu chỉ xét phương diện ngoại hình, cô được xem là đối thủ xứng tầm của tường thành nhan sắc Seo Ye-jin. Cựu thành viên After School cũng được cho là có khoảng thời gian hẹn hò với tài tử Giày Thủy Tinh. Cụ thể, vào năm 2013, Soji Sub khiến giới giải trí phải xôn xao khi nhiều tờ báo đặt nghi vấn anh và nữ thần kém 10 tuổi Lee Joo-yeon hẹn hò. Cả hai quen nhau nhờ sự giới thiệu của Geo, MBLAQ. Thời điểm đó, nguồn tin cho biết thêm, cả hai đã hẹn hò bí mật với nhau được hơn một năm. Theo tin đồn, cặp đôi thường xuyên hẹn hò với nhau tại khu phố Hanam ở Seoul. Trước những thông tin nói trên, Lee Joo-yeon đã ra sức phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là những người bạn thân thiết chứ không có mối quan hệ yêu đương. Hãy cùng VGT điểm lại một vài bộ phim tiêu biểu đã làm nên tên tuổi của nam thần Soji Sub. Giày Thủy Tinh 2002.
khăn giấy và rất nhiều khăn giấy là thứ mà bạn cần chuẩn bị trước khi rơi vào bể nước bắt mang tên dây thủy tinh. Trong bộ phim 40 tập này, đất diễn của Seo Ji-seop không quá nhiều nhưng vẫn đủ để khiến tầm ảnh hưởng của anh lan rộng khắp châu Á. Gã đầu gấu Park Chun-won sở hữu với vẻ ngoài thô kệch, tính tình nóng nảy, thường xuyên giải quyết vấn đề bằng nắm đấm nhưng lại vô cùng chân thành trong tình yêu với nữ chính Lee Sun-kyu, Kim Hyun-joo thủ vai. Nhân vật Park Chun-won là một trong những vai chính đầu tiên của Seo Ji-seop trên màn ảnh nhỏ, đã tạo nên khái niệm mới mẻ về kiểu nhân vật Tae Sun-dae. Cái kết không trọn vẹn của cặp đôi cũng là lý do khiến khán giả không thể nào quên được tác phẩm kinh điển này. Xin lỗi, anh yêu em 2004. Sau thành công của Dây Thủy Tinh, Seo Ji-seop tiếp tục lấy nước mắt khán giả với bộ phim Hàn Quốc được xem là buồn nhất mọi thời đại, Xin lỗi anh yêu em. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Choi Mu-hyuk, một thanh niên số nhỏ bị bỏ rơi nơi đất khách quê người, trở về Hàn Quốc tìm cha mẹ ruột với một viên đạn găm ngay hộp sọ và dành khoảng thời gian cuối đời trong vô vàn hỉ nộ ái ố. Xét cho cùng thì định mệnh cũng khá tử tế với Choi Mu-hyuk khi cho anh gặp gỡ cô nàng Song Yoon-jae, Im Soo-yoon thủ vai. Năng lượng trong sáng và đơn thuần của Song Yoon-jae đã làm tan chảy tảng băng Choi Mu-hyuk, giúp anh có cái nhìn vị tha hơn đối với những biến cố trong cuộc đời. Xin lỗi anh yêu em còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình anh em, tình mẫu tử cũng như sự vô thường của số phận. Snowflower hay Hoa Tuyết, OST của phim do Park Hyo-shin trình bày cũng trở thành bài hát được đông đảo mọc phim thuộc Nam Long. Chỉ riêng mình em 2011. Nếu cho rằng Seo Ji-seop chỉ đóng phim buồn thì bạn đã đoán gần đúng rồi đấy. Hầu hết các phim của Seo Ji-seop đóng chính đều có khả năng khiến người xem rơi nước mắt và chỉ riêng mình em là minh chứng rõ nét nhất. Trong phim, Seo Ji-seop vào vai Choi Eun-min, một tuyển thủ boxing đã giải nghệ trót phải lòng cô gái mùa chung hôm qua do nữ thần mặt mộc Han Hyo-joo thủ vai. Dàn diễn viên đẹp cùng cốt truyện ngược nửa ngược mãi chuẩn Hàn Quốc đã giúp Always gây bão màn ảnh rộng xứ Hàn ngay khi ra mắt. Bộ phim đi từ những thước phim vui tươi đến nhịp phim trầm buồn, u tối. Bộ phim được đánh giá tốt về cảnh quay, nhạc phim, nội dung lôi cuốn và đặc biệt là khả năng diễn xuất của hai diễn viên chính, trong đó có Seo Ji-seop. Mỹ nhân đại chiến 2009. Mỹ nhân đại chiến là bộ phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng Hoa ngữ và nam tài tử xứ Kim Chi Seo Ji-seop. Bộ phim kể về hành trình giành lại tình yêu và trả thù đầy ly kỳ hấp dẫn và không kém phần hài hước của cô nàng Sophia. Sophia và Jack do Seo Ji-seop thủ vai, vốn dĩ là một cặp đang hạnh phúc và sắp tiến hành hôn lễ. Sự xuất hiện của nữ minh tinh Joanna khiến Jack thay đổi và mê mẩn. Khi đó, Sophia quyết tâm tìm cách kéo Jack về phía bên mình trước ngày đám cưới diễn ra. Một ngày nắng mới 2014. Một ngày nắng mới là bộ phim truyền hình do Seo Ji-seop và Kim Ji-kwon đóng chính. Trong bộ phim này, Seo Ji-seop vào vai một người đàn ông trung niên ấm áp và chân thành nhưng lại vô cùng nhút nhát, sợ sệt ở đảo Jeju. Anh phải lòng cô gái xinh đẹp, trẻ trung và ngây thơ nhưng lại chẳng dám tiến đến. Giữa khung cảnh thiên nhiên mơ mộng, họ trao cho nhau tình yêu chân thành, bình dị và viết lên một chuyện tình đẹp như mơ. Và em sẽ đến năm 2018. Liên tục hóa thân qua các vai diễn, lần này Seo Ji-seop hoàn bỏ túi cho mình không ít kinh nghiệm làm bố khi vào vai Kwon Ji, một người cha tận tụy. Hiền lành, yêu thương con hết mực và nặng tình, tất nhiên với người vợ xinh đẹp Sua do chị đẹp Son Ye-jin thủ vai trong bộ phim Dreamers từ tiểu thuyết Em sẽ đến cùng cơn mưa của Nhật. Nếu bạn đã quen với một sát thủ lạnh lùng Seo Ji-seop trước đây thì hẳn sẽ chìm đắm vào đôi mắt của gã đa tình Kwon Ji. Dù bề ngoài không hẳn bánh bao, lại thêm tính vụng về, nhưng chính điều đó lại nổi bật hơn hẳn sự khắc khoải, vất vả, dằn vặt vì sự mất mát quá lớn về thể chất lẫn tinh thần. Diễn xuất của anh cả và chị đẹp trong phim dường như hòa quyện một cách tuyệt vời, khiến cho mạch phim không chỉ ấm áp đơn thuần, lại thấm đẫm nước mắt của sự hy sinh và sức mạnh vô địch của tình yêu.